Tiểu sử của ca sĩ tóc tiên, từ công chúa tóc xù đến nữ hoàng giải trí Việt Nam. Với giọng ca hay, xinh đẹp, tóc tiên sớm trở thành công chúa tóc xù đáng yêu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tóc tiên là một trong những ca sĩ hiếm hoi vừa có thành tích học tập khủng, vừa thành công trên con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, cô đã phải hy sinh bầu trời tự do, thoải mái của thời tuổi trẻ. Sau một thời gian vắng bóng, Tóc Tiên đã trở lại khuấy động thị trường âm nhạc Việt Nam và trở thành nữ hoàng giải trí với biểu tượng sexy gợi cảm. Tóc Tiên tên đầy đủ là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, sinh ngày 13 tháng 5 năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại Việt Nam, Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát từ con số 0 với hình tượng vô cùng mới lạ, khác hoàn toàn với công chúa tóc xù từ những năm trước. Dù gặp nhiều trở ngại, từ Tóc Tiên đã khẳng định khả năng, vị thế của mình với những bản hit đình đám. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, Tiên sớm được tham gia nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh. Năm 14 tuổi, cô tham gia vô cùng ước mơ xanh và đạt được giải nhất cùng với Nam Cường, Minh Thư, Viết Thanh trong đội vô băng. Bước sang tuổi 18 thì Tóc Tiên là gương mặt ấn tượng trong cuộc thi Người đẹp qua ảnh do công ty Full Film tổ chức, và cô phát hành album Nụ cười nắng mai và Thiếu nữ lúc 19 tuổi. Công chúa tóc xù Tóc Tiên gắn liền với lứa tuổi học trò với những bài hát một thời như Ô mai mộng mơ, Kem dâu xì tiên, Cô bé u sầu, Cô bé tóc xù, Dự báo trái tim. Hoạt động nghệ thuật từ rất sớm là lợi thế của Tóc Tiên hơn nhiều nghệ sĩ khác, tuy nhiên thì nó lại không ảnh hưởng khá nhiều đến thành tích học tập của cô. Năm 2007, trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Tóc Tiên đã đạt số điểm cao ngất ngưỡng 25,5 nhưng vẫn không đủ điểm để vào Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh như nguyện vọng. Vì thế cô sang Mỹ để học ngành sinh học, sau đó là chuyển sang học hành truyền thông để có nhiều thời gian cho ca hát. Hợp tác với Trung tâm Thí Nga là một bước chuyển mình lớn trong sự nghiệp của cuộc đời của Tóc Tiên. Trong thời gian du học, Tóc Tiên có cơ hội lớn hợp tác cùng Trung tâm Thí Nga, có cơ hội làm việc với đội ngũ chuyên nghiệp. Tóc Tiên đã trưởng thành nhiều hơn. Cơ hội hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại đã phần nào giúp cho Tóc Tiên tiếp xúc với văn hóa Mỹ và quyết định định hình phong cách sexy cá tính. Lột xác thành công, Tóc Tiên đã tìm thấy cơ hội sống thật với chính mình. Tuy nhiên thì điều này đã gây nên xích mích giữa cô và gia đình. Dù rằng Tóc Tiên đã thành công trên con đường mình chọn, nhưng mâu thuẫn giữa cô và mẹ vẫn không thể hóa giải. Đây cũng là một trong những nỗi buồn thầm kín của cô. Từ bỏ đại học, cơ hội phát triển ở hải ngoại, Tóc Tiên trở về Việt Nam và bắt đầu lại từ năm 2015. Trở về với hình tượng mới, sự sáng tạo trong âm nhạc, Tóc Tiên nhanh chóng bùng nổ với Phát súng đầu tiên, Aerofast, tiếp theo là Vũ điệu cồng chiêng, I am in love, Big girl don't cry, Em không là duy nhất, Có ai thương em như anh. Thổi vào thị trường âm nhạc Việt với Hoài bão vào năm 2015, Tóc Tiên đã khuấy động những giai điệu âm nhạc sôi động tích cực. Những bản nhạc hit đình đám giúp cô đã lấy được hàng loạt cái giải thưởng danh giá, nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo bạn trẻ và trở thành nữ hoàng V-pop. Ngoài ra thì năm 2019, Tóc Tiên còn đảm nhận vai trò làm giám khảo chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam. Đây có lẽ là chương trình để lại nhiều ấn tượng đối với nữ ca sĩ, bởi cô được chứng kiến nhiều tài năng của Việt Nam, được tiếp xúc và trò chuyện cùng họ, và cũng đã đem lại cho Tóc Tiên nhiều cảm xúc khó quên. Hoạt động nghệ thuật rất sớm, lại đi theo hình tượng sexy, nên tuy nhiên Tóc Tiên là một trong những ca sĩ có đời tư sạch, ít scandal. Dù nổi tiếng là nghệ sĩ văn minh, chững chạc, luôn biết chừng mực, nhưng chốc Tóc Tiên cũng đôi lần vướng phải bê bối. Một scandal khá ảnh hưởng đến hình tượng của nữ ca sĩ là khi cô trình diễn gục ngã nhân ngày Thánh Mẫu tại Hoa Kỳ. Do biểu diễn trên bàn, cùng với trang phục váy ngắn khá lộ liễu trước mặt nhiều khán giả lớn tuổi đã gây nhiều tranh cãi. Tin đồn mối quan hệ đặc biệt với Hoàng Tulliver và Tóc Tiên. Quen nhau qua chương trình The Remix, Hoàng Tulliver và Tóc Tiên trở thành đồng nghiệp vô cùng ăn ý. Sau khi gặp đàn anh, sự nghiệp của Tóc Tiên phát triển mạnh ở thị trường Nhật Việt. Do những cảnh khoát ngọt ngào sánh bước cùng nhau,
cặp đôi được ví như tiên đồng ngọc nữ trong mắt người hâm mộ. Là cô gái xinh đẹp quyến rũ, trước khi có mối tình đồn đoán với Hoàng Gulliver, Tóc Tiên từng có mối tình mặn nồng suốt 6 năm với cầu thủ bóng rổ John Fow. Tết năm 2020, nhiều fan nghi ngờ rằng Tóc Tiên đến Hà Nội để đón Tết cùng gia đình Hoàng Gulliver. Khi thấy những hình ảnh check-in của cô ở đây, hiện có rất nhiều người đang ngóng trông đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra trong thời gian tới. Hãy cùng theo dõi và chờ đón tin vui của cặp đôi.